Thế thì cái câu chuyện model của chúng ta ấy, thì thực ra là các thầy cô cũng đã có một cái thời gian chúng ta trải nghiệm rồi. Thế tuy nhiên có lẽ là hôm nay trong cái buổi ngày hôm nay ấy, thì tôi sẽ lướt qua một lượt nữa. Thế xong sau đó thì các thầy cô sẽ cho những cái câu hỏi, những cái vướng mắc trong lúc chúng ta thực hiện. Và đương nhiên là cái buổi ngày hôm nay thì nó cũng mang tính chất gọi là tổng tổng lược lại một chút thôi. Thế còn lại trong cái quá trình mà các thầy cô làm việc có vấn đề gì thì chúng tôi cũng sẵn sàng cùng trao đổi và hỗ trợ các thầy cô. Thế trong cái model của chúng ta hiện nay ấy thì về cơ bản là chúng ta cũng đã có được những cái tính năng để mà thực hiện cái việc dạy học rồi. Đấy thì tôi xin lướt qua lại một chút để cho các thầy cô cùng kiểm đếm các cái công việc cũng như những cái công cụ mang tính chức năng. Thế còn trong thời gian tới thì cái phiên bản model này sẽ tiếp tục được nâng cấp lên đấy, để cho chúng ta có thêm các cái cơ hội thực hành và triển khai dạy học cho nó hiệu quả. Theo cái kiểm đếm ở trên model thì hiện nay các cái khóa của chúng ta về cơ bản là các thầy cô đã khống chế được những cái chức năng chính. Thế thì ở đây khi mà chúng ta thực hiện cái việc tạo khóa học, quản lý khóa học, xong sau đó là tiếp tục gọi là nâng cấp cái khóa học ấy. Đấy thì chúng ta sẽ có một loạt những cái công cụ, một loạt những cái tính năng. Thì để đầu tiên vào cái câu chuyện này ấy, thì các thầy cô có thể lấy một cái ví dụ, một cái khóa học nào đó của các thầy cô, và sau đó thì chúng ta sẽ mở cái gọi là cái turn editing on. Đấy, chúng ta bật cái tính năng sửa khóa học này. Thì ở đây nó sẽ có rất rất nhiều những cái chức năng nó nằm ở cái cột phía bên tay trái của các thầy cô. Đấy. Và cái chức năng của chúng ta với tư cách là giảng viên tạo khóa học ấy, thì nó sẽ được giới hạn bởi một số những cái thẩm quyền nằm trong cái thư mục và tạm gọi như thế, gọi là administration. Thì trong đó sẽ bao gồm các cái setting, các cái thuộc tính của cái khóa học, các cái liên quan đến người dùng và những cái vấn đề kiểm tra đánh giá. Tôi chuyển sang cái này cho nhìn cho nó dễ. Rồi những cái vấn đề mang tính công cụ sâu hơn thì có lẽ là xin phép các thầy cô chúng ta sẽ để sau. Đó. Bởi vì những cái này nó liên quan đến phần kỹ thuật nó nhiều hơn. Phần này nó lại... Phải có đợi 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 một chút. Tôi share lại cái màn hình. Máy này nó lại ở đây liên quan đến đầu tiên là các cái thuộc tính về setting của cái khóa học này, thì các thầy cô có thể click vào đấy, và ở đây chúng ta sẽ bắt đầu tạo những cái khóa học mới kèm theo những cái thuộc tính gắn cho cái khóa học đó. Thì về cơ bản những cái thông tin chính mà chúng ta cần phải khai báo đấy là tên khóa học này, rồi mã khóa học này. Có một điểm hết sức là lưu ý khi mà các thầy cô tạo khóa học là chúng ta nhớ cái khóa học này nó thuộc về cái nhóm nào. Đó, cái nhóm mà chúng tôi đã phân ra đó là ví dụ như là đào tạo cử nhân hay là đào tạo cao học vân vân. Đấy thì chúng ta nhớ là sẽ phân vào cái nhóm đó để sau này chúng ta tiện tìm tìm cái khóa học của mình. Tất nhiên chúng ta nếu mà đặt tên cái khóa học cũng theo cái mã của chương trình đào tạo ấy, thì chúng ta cũng có thêm một cái cơ hội nữa để tìm. Thế rồi những cái thuộc tính liên quan đến ngày bắt đầu và ngày kết thúc khóa học thì đây cũng là một cái câu chuyện bắt buộc để sau này khi mà chúng ta
tổ chức các cái khóa học mà khi kết thúc đấy thì chúng ta cũng sẽ có những cái tạm gọi là những cái dọn dẹp, những cái tái cấu trúc lại để tiếp tục tổ chức những cái khóa mới. Nhưng nếu không thì chúng ta sẽ để cái khóa này nó tồn tại rất là lâu và nó sẽ làm nhiễu các cái thông tin cũng như cái cấu trúc chung của khóa học. Các cái phần mô tả khóa học thì cái này chắc là các thầy cô cũng đã thành thạo rồi. Một số những cái tài nguyên sơ khởi ban đầu liên quan đến cái khóa học này thì chúng ta có thể đưa ngay ra cái phần đầu tiên, phần phần gọi là giao diện đầu tiên của cái khóa học, bằng cách là chúng ta sẽ thả các cái file vào đây. Chúng ta có thể viết, chúng ta có thể hướng dẫn, có thể có những cái file PowerPoint chẳng hạn. Rất là sơ khởi ban đầu, giới thiệu về khóa học, tóm tắt vân vân, video đấy thì chúng ta cho vào đây. Còn về sau này khi mà vào các cái hoạt động cụ thể thì cái này cô tiếp tục bổ sung những cái nội dung đấy vào bên trong của khóa học. Và chúng ta hình dung cái module là nó sẽ quản lý theo cái hướng là các cái hoạt động làm cái trục chủ đạo. Trên cơ sở các cái hoạt động được thiết kế thì sẽ có những nội dung tương ứng, chứ không phải đây là một cái kho gọi là sắp xếp các cái nội dung. Thế thì hiện nay khi mà chúng tôi rà soát một số những cái course của các thầy cô thì gần như chúng ta đang tư duy theo cái tiếp cận nội dung mà chúng ta đưa rất rất nhiều những cái nội dung đưa bằng các định dạng khác nhau đưa lên trên này. Và như vậy nó sẽ tạo thành một cái sự gọi là không nhất quán và rất là rối khi mà chúng ta tổ chức. Các thầy cô nhớ giúp cho là trên module chúng ta sẽ tổ chức hoạt động và trên cơ sở tổ chức hoạt động thì sẽ có nội dung kèm theo. Cái thứ nữa là cái định dạng của cái khóa học. Chúng ta có mấy cái định dạng căn bản như thế này. Một ấy là định dạng theo chủ đề. Hai là định dạng theo tuần. Ba là định dạng theo kiểu gọi là truyền thông xã hội, giao tiếp xã hội ấy. Cái dạng như kiểu blog ấy. Đấy. Và bốn là một cái hoạt động đơn lẻ nào đó. Thế thì thường đây chúng ta hay chọn là dưới dạng topic và weekly, tức là tuần hay là chủ đề. Thì sắp tới khi mà hoàn thiện cái bản nâng nâng cấp ấy, thì chúng tôi chắc là sẽ đề nghị các thầy cô là cùng thống nhất chúng ta có 15 tuần học cho một học phần thì chắc là chúng ta nên thiết kế những cái hoạt động cụ thể cho 15 cái tuần đấy. Thì như vậy nó vừa tiện quản lý, nó vừa tiện sắp xếp theo dõi, và đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay là khi mà chúng ta thêm vào những cái là giải pháp công nghệ mới để phục vụ cho cái việc dạy học từ xa, dạy học từ nhà, thì thiết kế theo cái weekly, theo tuần thì nó sẽ tiện hơn đối với các thầy cô. Một số những cái thuộc tính gọi là bổ sung thêm thì cái này chắc là tôi sẽ chia sẻ cụ thể ở trong từng trường hợp. Đấy, còn ở đây về tổng thể chúng ta có lẽ chỉ nắm như vậy thôi. Thế cái hiển thị cái áo áo ngoài, cái bộ mặt của cái khóa học này như thế nào thì chúng ta cũng có thể chọn một vài những cái thuộc tính rất là căn bản. File upload lên thì ở đây chúng ta sẽ cho phép mà được upload tối đa, chúng ta cứ để tối đa cũng được là 50 MB. Như vậy nếu trong trường hợp mà file của chúng ta được thiết kế nó nặng quá thì các thầy cô cần phải tìm một cái phương án khác đấy, hoặc là cắt nhỏ hoặc là tạo đường link đấy, để dẫn lên đây. Thế cũng như là ý một số thầy cô muốn tổ chức cái kiến tập thực tập sư phạm ấy, muốn up các cái file sản phẩm của sinh viên lên trên này, mà nếu file nó quá nặng thì không thể up lên được. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng không khuyến khích là các thầy cô up lên trên này. Đấy, bởi vì sau một thời gian thì nó sẽ đầy. Đấy, thế rồi một cái thuộc tính nữa là completion tracking. Đấy, thì ở đây chúng ta sẽ đặt một cái thuộc tính là theo dõi cái sự hoàn thành của các cái hoạt động. Tổ hợp cái sự hoàn thành của các hoạt động thì chúng ta có căn cứ để mà đánh giá hoàn thành hay không hoàn thành một cái chủ đề hay là một cái tuần học nào đó và hay là một cái học phần nào đó. Cái công cụ tiếp theo cũng rất là tiện dụng đấy là chia nhóm. Đấy. Thì cũng như ở trên Zoom ấy, chúng ta có thể breakout thành các cái phòng để mà chia người học ra thành các nhóm. Thế nhưng cái đấy thì nó mang tính gọi là linh hoạt. Thế còn ở đây nếu mà chúng ta chia các cái nhóm trong một cái lớp học phần lớp môn học của chúng ta thì nó sẽ
bền vững hơn. Đấy, nó sẽ định hình ổn định, tương đối ổn định hơn. Và những cái nhóm này nó rất hay ở chỗ là chúng ta có thể đặt những cái thuộc tính để mà cho các nhóm làm việc, nhóm không nhìn thấy nhau, nhóm có thể trao đổi ở ở ngoài, chứ còn những cái sản phẩm mà của từng nhóm đấy thì sẽ không nhìn thấy nhau được. Những cái này thì chúng ta sẽ gọi là đặt một cái thuộc tính là separate, đúng không? Thế còn khi mà nhập cái thành viên vào trong nhóm thì chúng ta sẽ đặt tiếp một cái thuộc tính khác nữa. Đấy thì đây là một vài những cái gọi là ban đầu liên quan đến cái việc mà chúng ta tạo một cái khóa học căn bản. Thế sau khi đã có một cái khóa học cơ bản, một cái khung sườn cơ bản như này rồi, bao gồm các chủ đề hay là các tuần tùy chúng ta chọn, thì chúng ta mới bắt đầu thiết kế một cái cấu trúc của từng cái khóa, cái nội dung bên trong. Nôm na là chúng ta sẽ có một cái giá sách, và bây giờ ở từng ngăn thì chúng ta sẽ thiết kế theo những cái công năng khác nhau. Thế thì ví dụ nó có ở đây có mấy cái cách tiếp cận. Cách tiếp cận thứ nhất là ở cái phần đầu thì chúng ta sẽ dồn các cái học liệu. Đấy, xong sau đó chúng ta ở những cái phần tiếp theo ấy, thì chúng ta bắt đầu lại dẫn lại những cái đường dẫn để người học có thể truy xuất cái học liệu đấy một cách nó thuận lợi. Thì đấy là một cách. Cách thứ hai là chúng ta cứ chia đều ra đấy, theo tuần hay là theo chủ đề. Và trong tuần, trong chủ đề thì lại có các hoạt động, các nội dung. Các cái trong cái hoạt động thì có hoạt động học này, nghe giảng này, học này, rồi làm nhóm này, rồi kiểm tra đánh giá, vân vân. Thế và các nội dung thì cái này thực ra mà cũng chia sẻ với các thầy cô là cái này là tùy, nó cũng không có một nguyên tắc bắt buộc nào. Thế tuy nhiên chúng ta cũng có thể bàn để thống nhất thành một cái cấu trúc chung. Thì theo cái gọi là kinh nghiệm tổ chức các cái khóa ở trên MOOC ấy, đấy, trên các cái khóa học đa diện trực tuyến ấy, thì họ thường hay chia thành các cái cụm vấn đề, và trong cụm vấn đề đấy bao giờ cũng có bài giảng PowerPoint này, rồi video này, rồi học liệu text, văn bản PDF, Word vân vân, tranh ảnh, rồi các cái đường dẫn, đường link. Các bạn nó cứ lặp lại như vậy ở từng các cái chủ đề tiếp theo. Đấy thì cái này có lẽ là trong từng khoa, trong từng bộ môn thì các thầy cô cũng có thể bàn và chúng ta cũng có thể thống nhất liên khoa giữa các khoa với nhau. Đấy thì để tạo được cái câu chuyện đó thì chúng ta có một cái công cụ mà nó nằm, thường là nó nằm ở phía dưới ở mỗi một cái khung cấu trúc tuần hay là chủ đề. Đấy, chúng ta sẽ bật cái gọi là Turn Editing On lên. Đã. Khi mà bật lên thì các thầy cô sẽ thấy nó có một cái thường ở phía cuối. Đấy, đây cái dòng cắt của chúng ta ở đây. Đã. Dòng cắt một chủ đề hay là một cái tuần học nào đó thì nó có một cái phần gọi là Add Activity. Đây cái phần Add Activity nó nằm ở đây. Đấy. Cái phần Add Activity này nó sẽ cho phép chúng ta bổ sung các cái hoạt động. Bổ sung các cái hoạt động của khóa học, của học phần, nội dung, những cái phần nội dung trong cái học phần của chúng ta. Thì đây các thầy cô có thể thấy là các cái hoạt động nằm ở đây nó sẽ rất nhiều, rất là đa dạng phong phú. Chúng ta sẽ có một loạt ví dụ assignment này, chat này, choice. Đấy, những cái này nó thực ra nó cũng chưa chia thành các cái nhóm gọi là cơ bản lắm đâu. Bởi vì ở đây nó vừa có kiểm tra đánh giá này, vừa có thể đan xen những cái phần mà up lên học liệu, up lên tài liệu. Có một cái chi tiết này cũng các thầy cô lưu ý này. Thực ra ở mỗi một phần chức năng, các cái thuộc tính chức năng này này, thì nó đều có một cái sự tích hợp đa năng. Đấy, tôi lấy ví dụ như thế này. Khi chúng ta thấy là assignment,
thì chúng ta cũng đừng nghĩ rằng nó chỉ phục vụ cho mỗi assignment. Trong assignment này chúng ta có thể tạo những liên kết để mà dẫn đến các cái nguồn học liệu và rất là tiện. Đấy. Nên đây là một cái khả năng nó gọi là siêu liên kết mà, thế nên nó hỗ trợ cho chúng ta triển khai các cái phần thiết kế nội dung khá là linh hoạt. Thì có mấy cái chức năng chính như thế này, tôi xin chia sẻ này. Assignment tức là cái khu mà có thể làm các cái bài tập, nộp các cái bài tập, thực hiện các bài tập. Lát lát nữa có thầy Kim Trung ở đây cũng là một người xử lý những cái chức năng này rất là linh hoạt và rất là thú vị. Thứ hai là phần chat. Phần chat thì nó cũng như là chat, nhưng mà đã vào Moodle mà lại còn chat thì tôi cho rằng nó hơi phí. Đấy, cái phần chat này nó để đấy thôi. Chứ còn trên thực tế rất ít người ta dùng. Cái phần choice thì cũng là những cái vấn đề liên quan đến kiểm tra đánh giá. À, ở đây rồi gọi là những cái hoạt động đấy, nó rất tiện, có thể động đến đâu là nó có lý giải giải thích ở ngay bên cạnh. Hay là database đấy, thì lát nữa các thầy cô lại thấy ở trên này thì có database nhưng dưới này thì có đủ loại book này, file này, folder này, rồi content package này. Đấy thì về chức năng nó cũng gần gần giống nhau, vấn đề là nó xếp ở chỗ nào thôi. Đây khi mà họ đặt là activities thì tôi cũng chưa thấy gọi là hợp lý lắm trong trường hợp này. External tool là cho phép chúng ta tích hợp bổ sung thêm các cái giải pháp, các cái công cụ công nghệ thẳng vào trong Moodle. Đấy thì cái external tool hiểu nôm na nó cũng giống như là một cái đường link để dẫn đến một cái công cụ, một cái giải pháp nào đó. Feedback thì là feedback. Đấy, và ở đây chúng ta có thể sử dụng cái công cụ feedback này cũng rất là thú vị. Nó vừa có thể là thông báo sự kiện nhắc nhở, vừa có thể là làm poll như lúc nãy thầy Hưng có chia sẻ. Thế rồi cũng có thể feedback theo cái kiểu gọi là lấy ý kiến để mà tổ chức một cái hoạt động, một cái sự kiện gì đó. Nó khá là đa dạng. Hoặc là làm những cái survey rất là ngắn, không quá dài dòng, không quá nhiều nội dung ở trong cái survey. Rồi forum là cái chỗ, nếu cho theo kinh nghiệm của chúng tôi ấy, là forum là cái chỗ rất thú vị của Moodle. Nó không chỉ là cái nơi trao đổi diễn đàn đâu, mà chính cái forum này lại là cái chỗ mà nó trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, rồi thậm chí nộp bài tập cũng được. Bởi vì rất nhiều trường hợp khi mà chúng tôi triển khai là có những cái bài tập mà họ chỉ cần nộp cái đường link thôi, còn cái sản phẩm của họ là ở tip đâu đó. Đấy, thì chúng ta chỉ yêu cầu họ nộp cái đường link, và như vậy khi họ post, các cái nhóm post lên cái forum này thì nó tạo một cái sự chia sẻ, trao đổi với nhau rất hay, học tập những cái kinh nghiệm hay là những cái kết quả sản phẩm rất là thú vị. Glossary là cái từ điển chú giải, thì cái này chúng ta cũng có thể áp dụng ở một số những cái môn mà có nhiều thuật ngữ, có nhiều khái niệm. Thế nhưng ở đây nó có một cái mối liên hệ, ví dụ giữa glossary và wiki. Đấy, hai cái anh này nó cũng na ná, xem nhau. Thì glossary thì chúng ta có thể cung cấp một danh mục các cái thuật ngữ và nó sẽ có những cái siêu liên kết để dẫn đến để pop up ra những cái nội dung chú giải. Nhưng mà cái này là có sẵn, tức là chúng ta sẽ làm và người học sẽ thụ hưởng. Thế nhưng cái anh wiki này thì lại thú vị hơn, tức là mỗi một người có thể có một cái đóng góp trong cái việc xây dựng một cái glossary chung. Đấy, nó giống hệt cái kiểu Wikipedia. Một ai đó làm một cái wiki, đặt một cái từ trước, xong sau đó chú giải xong tạo một cái chỗ, tạm gọi là một cái chỗ có tín hiệu để mà điền thêm vào đó, thì có thể bổ sung những cái nội dung. Nên như vậy chúng ta sẽ tạo ra thành một cái chuỗi các cái kiến thức mới cũng rất là hay. Thì cái wiki này thì trước đây chúng tôi cũng hay dùng, nhưng mà sau này khi mà những cái thuật ngữ này càng ngày cái gọi là cái tiếp cận đến những cái thuật ngữ chuyên ngành, chuyên sâu nó quá là nhiều,
cái cơ hội, thế nên cái wiki này nó cũng không 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 phát huy cái vai trò lắm. Đấy. Bây giờ hiếm có ai mà bí một cái thuật ngữ nào đó mà lại chui vào mốt đồ của chúng ta xong lại bật cái wiki này ra, mà thường chỉ Google đánh nửa chữ là nó đã ra rồi. Thế nên là cái wiki này bây giờ cũng không không dụng lắm. À, thế còn cái lexicon thực ra là một cái cấu trúc chung cho một cái bài giảng, một cái bài dạy hay là một cái vấn đề nào đó mà chúng ta mong muốn người học hình thành một cái khung logic, để cho họ tiện hình dung ra cái logic của vấn đề thôi. Đấy, chứ còn cũng không không phải là cái nó quá căng thẳng, bởi vì một khi chúng ta đã chia theo tuần hay là chúng ta sẽ chia theo chủ đề rồi thì cái phần cấu trúc như thế này thì nó cũng không còn phức tạp nữa. Đấy, nó không còn gọi là một cái tư duy tổng thể nữa mà nó đi tư duy chi tiết rồi. Đấy, thì cái này cũng có một cái gợi ý nhỏ nhỏ là cái công cụ lexicon này nếu như được thì các thầy cô cho vào cái phần đầu tiên của môn học. Đấy, như vậy là người học sẽ có một cái hình dung cái môn này nó sẽ gồm những vấn đề gì và nó có một cái sơ đồ cây và một cái sơ đồ hệ thống ra làm sao. Phần quiz, cái phần này thì cũng rất hay. Đấy, chúng ta sẽ tạo được những cái quiz với nhiều kiểu dạng test khác nhau, multi choice, matching, rồi điền thêm vân vân. Đấy, thì chúng ta có thể thiết lập được một cái ngân hàng câu hỏi cho từng môn học hoặc là thậm chí từng cái phần học thông qua các cái bài quiz này. Và hiện nay thì cái mô đồ của chúng ta cũng đang cố gắng đặt thêm những cái thuộc tính để tạo những gọi là những cái điều kiện đấy, khi mà qua cái bài quiz này như thế nào thì mới được đi tiếp chẳng hạn. Đấy, thì sẽ nâng cấp lên. Cái phần SCOM package, tức là chúng ta cho phép nhúng những cái nội dung mà được đóng gói theo cái chuẩn SCOM vào trong mô đồ. Đấy, nôm na như vậy thôi. Thì tôi lấy một ví dụ như thế này, có các thầy cô là không thích sử dụng cái quiz có sẵn ở trên mô đồ. Bởi vì sao? Bởi vì trông giao diện nó không đẹp này, rồi các cái tính linh hoạt của nó không cao vân vân. Thì các thầy cô có thể sử dụng một cái phần mềm nào đó để tạo các cái quiz, và xong sau đó thì chúng ta export cái nội dung đấy, đóng gói nội dung đấy theo chuẩn SCOM, và chúng ta hoàn toàn có thể nhúng luôn cái gói này. Nó các thầy cô hình dung nhìn nó cũng như kiểu cái gói zip ấy, hoặc WinZip ấy, hoặc là WinRAR ấy. Đấy, thì chúng ta nhúng vào luôn ở trong Moodle ở một cái hoạt động nào đó thoải mái, và khi kích vào đấy thì nó sẽ bung ra cái gói quiz theo cái phần mềm mà chúng ta sử dụng bắt đầu. Đấy, thì nó chỉ là như vậy thôi. Phần survey đấy thì cũng tương tự, cái này thì không có gì phức tạp rồi. Workshop thì cá nhân tôi cũng chưa thử, bởi vì tôi nghĩ là một khi đã chui vào Moodle rồi thì làm workshop ở đây nó cũng chưa hiểu gọi là cái ý nghĩa của nó lắm. Tuy nhiên cái này thì trong cái thời gian tới thì hoặc là thầy cô nào có kinh nghiệm này thì cũng xin được học hỏi, xin được chia sẻ thêm với cái công cụ workshop. Thế còn cái Zoom meeting ấy là mới hoàn toàn các thầy cô ạ. Cái Zoom meeting thì là đây là một cái nó tạm gọi là một cái nhúng thêm vào để hỗ trợ cho cái tính năng tương tác nữa của Moodle. Hiện nay Moodle nếu mà cái phiên bản mà tốt ấy, thì nó nhúng được rất nhiều những cái nền tảng khác vào bên trong. Nó như là một cái hệ quản lý, hệ quản trị cộng thêm những cái giải pháp để mà hỗ trợ tương tác, thì như vậy chúng ta có một cái bộ công cụ rất là đa năng. Thì Zoom Meeting thì hiện nay mới chỉ gọi là tổng admin thôi, chứ chưa các thầy cô thì chưa làm được. Đấy, thì bây giờ admin sẽ làm, và trước mắt thì nếu để phục vụ cho các thầy cô thì các thầy cô cho một số những cái đăng ký vị trí cần đặt ở cái meeting này trong cái khung khóa học của chúng ta này. Thế rồi những cái đường dẫn đấy thì chúng tôi có thể hỗ trợ bổ sung luôn cái Zoom meeting này vào trong cái học phần của chúng ta. Tuy nhiên ở cái Zoom meeting này thì thực ra sau này khi mà nó tích hợp vào thì tốt, còn bây giờ thì chúng ta vẫn có thể chạy song song đấy, như một số thầy cô thậm chí còn chạy hai tài khoản Zoom hay là
hai máy luôn, hai laptop hay là hai màn hình luôn. Thì như vậy cùng lúc chúng ta cũng có thể vừa zoom vừa mút được. Đấy, gọi là hơi hơi cơ học, hơi gọi là nông nghiệp một tí. Đấy, thì tạm thời chúng ta cũng có thể khắc phục trước mắt như vậy. Tiếp tục một loạt những cái tính năng khác thì tôi nói lướt nhanh thôi. Ví dụ như book, đây đây là những cái tính năng mà để cung cấp thêm cho chúng ta những cái công cụ để mà đưa cái dữ liệu vào vào trong cái bài, cái học phần của chúng ta. Ví dụ như book đấy, hay là file, up file chúng ta hay dùng nhất. Mà rất lưu ý với các thầy cô là khi mà up file một số khóa học thì chúng ta thấy là các thầy cô cứ dàn hết các file ra, và như vậy cái module của chúng ta nó dài dài kéo đến gãy ngón tay trỏ mà cũng không hết. Đấy, thì rất không nên. Chúng ta nên cấu trúc tổ chức các cái file này thành những cái cụm để chúng ta có thể đưa nó vào folder. Thế rồi trong cái folder con này thì chúng ta lại tạo một cái folder bố. Thế trong nhiều folder bố chúng ta có thể tạo thành một folder ông nữa. Thế như vậy là nó sẽ rất là gọn gàng, và khi người học họ họ vào đấy thì họ nó không bị sa đà, nó không bị gọi là khó tìm đường. Một số những cái content package thì cái này nó cũng giống như là cái SCOM package lúc nãy, về 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 bản chất nó cũng thế, tức là chúng ta sẽ đóng gói những cái nội dung vào thành những cái hộp to hơn. Cái công cụ label, công cụ nhãn này là công cụ mà cực kỳ là đa nhiệm. Trên cái nhãn này chúng ta có thể tạo ra được rất rất nhiều những cái trình diễn, những cái kho nội dung, hay là tổ chức những cái hoạt động khác đấy, để mà thực hiện cái công việc của mình. Đấy, thì các thầy cô có thể tiếp tục để xem những cái chức năng đó trong cái quá trình triển khai. Page tức là chúng ta có thể tạo những trang mới, tạo những trang mới ngay trên các cái hoạt động của module. Bình thường chúng ta thấy nhìn nhìn cái module nó như thế này. Các thầy cô nhìn module như này thì nó chỉ thấy là một trang thôi. Thế nhưng mà ở trên cái nền hoạt động này chúng ta có thể dẫn ra được rất nhiều trang, từ trang này nhảy sang trang khác, trang tiếp tục cho đến gọi là unlimited luôn. Thế như vậy là vấn đề ở đây là chúng ta sẽ phải xây dựng được một cái kịch bản, bố trí cái nội dung như thế nào, nó đơn giản, nó phức tạp, nó mỹ thuật, hay là nó còn lộn xộn. Đấy thì chúng ta sẽ cần phải tính toán để mà xử lý. Rồi các URL đấy. Thì cũng lại nhân nhân đây lại nhắc lại một lần nữa với các thầy cô là các cái công cụ trong 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 module là nó liên kết với nhau rất là đa năng. Không nhất thiết chúng ta cứ phải sử dụng cái công cụ URL này, mà bởi vì trong cái phần triển khai khác thì chúng ta cũng đã có thêm những cái công cụ được dẫn, tạo những cái link. Đấy. Như vậy đây là một số những cái công cụ cơ bản. Thế khi mà các thầy cô vào chọn theo đúng cái mục tiêu của cái vấn đề mà ta triển khai dạy học, những cái hoạt động mà chúng ta mong muốn triển khai, thì các thầy cô sẽ chọn ở đây cho nó tương ứng, và sau đó chúng ta sẽ bấm add. Như vậy chọn bất kỳ một cái mà chúng ta bấm add là có thể thực hiện được. Thì đấy là việc tạo các cái hoạt động và các cái sản phẩm, nội dung mà chúng ta mong muốn đưa vào trong cái module này. Cái này thực ra là trong thời gian vừa rồi chúng ta đã có 4 lần tập huấn. Một số thầy cô thì cũng dùng tương đối là ngon lành. Đấy, còn một số thầy cô thì chắc là sau đợt tập huấn thì cũng quên. Bởi vì cái này nó cứ không dùng nhãng đi một tí là chúng ta lại quên, mà quên những cái thao tác nhiều khi chỉ là một cái rất nhỏ thôi thì nó cũng không thể gọi là thực hiện được đầy đủ. Bởi vì về mặt kỹ thuật ấy, thì nó chỉ cái một cái dấu hiệu, một cái mark hay là một cái ký tự nào đó mà chúng ta thiếu thì nó cũng đã rất là khó khăn trong cái việc mà kiểm đếm, thực hiện cũng như là sửa chữa các cái lỗi kỹ thuật. Thế thì đấy là sau khi tạo xong rồi đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu mời sinh viên vào lớp. Đấy, mời sinh viên vào lớp thì hiện nay ở đây ở cái
cái công cụ gọi là user. Đó. Thì cái này nó tương đối là lằng nhằng. Đây có nó tương đối là lằng nhằng, thế nên là phần này có lẽ là chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi chia sẻ với các thầy cô. Tuy nhiên chúng tôi cũng nhận trách nhiệm là các thầy cô có các cái danh sách sinh viên có những cái yêu cầu mà để kích hoạt các cái tài khoản của sinh viên thì chúng tôi sẽ làm. Đó. Cái này nó ví dụ 1-2 người thì các thầy cô có thể tự làm được. Thế nhưng mà với một cái danh sách nó khoảng 60 người đấy thì chúng ta sẽ phải làm theo một cái xử lý kỹ thuật theo một cái cách khác. Vậy chút cái danh sách đấy vào như thế nào, nhập cái danh sách đấy xong rồi format cái danh sách đó theo làm sao vân vân. Đấy thì cái này thì chúng tôi sẽ xin phép và hỗ trợ các thầy cô. Đấy, tuy nhiên ở đây có một vài những cái vấn đề mà sau khi chúng ta có cái danh sách rồi thì các thầy cô có thể quản lý cái nhóm sinh viên của mình. Ví dụ group. Đấy. Group. Đây là cái công việc mà bắt buộc các thầy cô phải làm. Đấy. Chúng tôi giới thiệu, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ. Đấy. Nhưng mà bản thân cái câu chuyện này là các thầy cô phải tự làm. Thì đây thực ra ấy, thì nó cũng đều có những cái hướng dẫn rất là rõ ràng rồi. Bước 1, các thầy cô sẽ create group. Đó. Khi mà tạo group thì chúng ta có thể tạo auto hoặc là chúng ta có thể import từ một cái danh sách khác vào đây. Đó. Như vậy khi mà chúng ta bấm create group, đó, thì các thầy cô sẽ điền tên nhóm, nhóm hoa hồng, nhóm hoa hòe, hoa nhài gì đấy, hay là nhóm 1, nhóm 2. Thế thì cái nhóm nhóm ở đây ngoài cái ý nghĩa chia thành những cái nhóm nhỏ trong lớp của chúng ta, thì trên thực tế chúng ta còn có thể vận dụng theo một cái cách đấy là hai thầy cô mà cùng dạy một học phần đấy, thì chúng ta có thể coi mỗi lớp của mỗi thầy cô là một nhóm. Đấy. Thì nó cũng sẽ rất tiện, tức là chúng ta sử dụng toàn bộ cái nội dung khóa học chúng ta thiết kế, nhưng mà đối với quản lý sinh viên thì chúng ta sẽ có 2 nhóm. Tuy nhiên ta chỉ chia được đến 2 nhóm đấy thôi, thì nếu chia tiếp ý, thì nó lại không nằm trong cái logic hệ thống này. Thế nên là các thầy cô cũng có thể gọi là cân nhắc, đúng không? Đấy. Thì ở đây để tạo nhóm thì chúng ta sẽ đặt tên nhóm, chúng ta sẽ cho một cái ID của nhóm. Như vậy là đến nhóm nào thì có ID thì nhóm đấy vào được nhìn nhau thôi, còn không thì không nhìn nhau được. Đấy, ví dụ thế. Tương tự có enrollment key, tức là chúng ta sẽ cung cấp cái mã, cái chìa khóa để cho mỗi một thành viên của trong nhóm mà có thể vào được trong đó. Đây là mấy cái bổ sung thêm vân vân. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ xếp cái nhóm này. Thế sau khi sắp xếp xong thì khi mà có một cái tên nhóm rồi ấy, đây ở đây ví dụ như là có tên nhóm rồi, thì lúc này nhiệm vụ của ta sẽ phải là đưa toàn bộ cái những người phù hợp ở bên cái ô bên tay phải này này. Đấy. Và chúng ta sẽ phải bật cái này lên và chúng ta lựa những ai nằm trong danh sách nhóm mà chúng ta định ở đây ấy. Đấy. Và chọn một ai đó thì chúng ta sẽ add vào. Đấy. Bấm chữ add. Đấy. Ví dụ ở đây. Add. Đấy. Nếu sau đó chúng ta kiểm tra hình như không phải thì chúng ta lại giả lại sang bên này. Đấy, và sau khi chúng ta tìm xong, add xong các thành viên trong nhóm thì chúng ta bấm OK thôi. Ngoài ra, ngoài cái danh sách mà hiển thị ở đây thì các thầy cô sẽ thấy chúng ta có thể search ở cái khu vực này. Search có thể là ID, có thể là tên. Đấy. Thì hiện nay chúng tôi đang tạo cho các thầy cô theo một cái công thức như thế này, chỗ Thế Nguyên đã làm này. Đấy, để mà thực hiện. Đấy, thế còn ở bên này là những cái công cụ search nâng cao. Đấy, để từ đó chúng ta có thể phối hợp cả search bên này, cả search bên này.
để xem có bị lẫn ai đó không. Đấy. Như vậy cái câu chuyện đầu tiên trong quản lý của dạy học ấy, đấy là cái chuyện mà nhóm, đó, quản lý theo các cái nhóm. Tiếp theo là chúng ta sẽ xem thử xem những cái hoạt động cụ thể của sinh viên trong cái quá trình triển khai học tập như thế nào. Đấy, thì ở đây các thầy cô ở một cái môn, ở một cái học phần nào đó thì chúng ta sẽ bấm vào participant. Vào participant thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Như vậy là trong cái học phần này có 96 người. 96 người. Thì ở đây có thêm một số những công cụ để chúng ta cảnh báo, chúng ta nhắc nhở, chúng ta có những cái lịch trao đổi chia sẻ vân vân, thì các thầy cô sẽ sử dụng thêm các cái chức năng bổ sung. Ở đây chúng ta có thể send message, add a new note, đúng không? Đấy. Rồi edit, select user vân vân, những cái này chúng ta có thể tìm hiểu được. Thường chúng tôi hay sử dụng cái send message. Đấy. Có những cái send, có những cái message, có những thông báo gì thì chúng ta có thể sử dụng ở đây. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn tất cả các user, các sinh viên, hoặc lựa chọn một số người cần thiết để nhắc nhở. Thì chúng ta sẽ bấm ví dụ này. Như vậy là có 3 sinh viên cần được nhắc nhở trong cái câu chuyện này. Và chúng ta sẽ gõ, đúng không? Gõ những cái thông báo. Thế thì cái này nó sẽ chuyển đến 3 sinh viên này mà thôi, những cái thông báo, những cái cảnh báo, có thể là cảnh báo học vụ, cảnh báo một cái vấn đề gì đấy. Đấy thì cái việc quản lý sinh viên nó sơ khởi, nó có thể là thực hiện ở cái công đoạn đó. Tiếp tục là đến phần report. Vì ở đây là cái report này nó là của admin, thế nên nó hơi phức tạp một chút. Thì ở đây có một số những cái phạm trù các thầy cô có thể tham khảo. Ví dụ như là những cái này thì có lẽ là ra vào thì không cần. Ví dụ activity report. Đấy. Khi mà chúng ta thực hiện một cái hoạt động nào đó thì chúng ta có thể áp dụng kiểm đếm. Một cái gọi là quá trình hoạt động chung của toàn bộ sinh viên trong cái khóa học này. Đây, tôi lấy ví dụ ở đây chúng ta thấy ngay là activity thì diễn đàn chung của khóa học thì chỉ có 47 view trên 36 user. Như vậy có thể có em đã vào đôi ba lần chẳng hạn như vậy. Chúng ta có thể kiểm đếm được và trên cơ sở căn chỉnh những quan sát những cái hoạt động như thế này thì chúng ta có thể có những cái tác động can thiệp điều chỉnh cho nó phù hợp. Đấy là một cái dạng. Thế rồi cost participant. Cost participant tức là cái sự tham gia của cái khóa học này. Thì ở đây với tư cách là các cái thẩm quyền khác nhau, ví dụ như admin, ví dụ như là giảng viên tạo khóa học, ví dụ như là sinh viên. Đấy. Với các cái tư cách khác nhau thì chúng ta có thể lựa chọn để mà xem những cái hoạt động. Những cái hoạt động này thì lại có thể lựa chọn ở phần nào, hoạt động được diễn ra ở phần nào. Rồi lựa các hoạt động theo kiểu gọi là tất cả, hay là chỉ xem, hay là chỉ đưa lên, post lên. Đấy, thì như vậy nó có 3 cái phạm trù như thế thì cũng rất là tiện để cho các thầy cô kiểm đếm các cái hoạt động để có thể có những cái nhắc nhở. Thế rồi các cái nhóm thì chúng ta sẽ lựa chọn, bấm vào đây để chúng ta sẽ lựa chọn cái nhóm cho nó phù hợp. Đấy. Tương tự như vậy đến cái phần gọi là activity completion, tức là cái này nó sẽ liên quan đến cái mức độ hoàn thành khóa học. Thế rồi statistics, tức là có những cái report mà nó tạo ra những cái sơ đồ để mà chúng ta quan sát, chúng ta so sánh được luôn giữa các nhóm với nhau hay giữa các cá nhân với nhau. Đấy thì đấy là một số những cái công cụ chính nằm trong cái hệ thống quản lý này. Tuy nhiên cũng phải nói rất thật với các thầy cô là vào những cái
kỹ thuật cụ thể ở trong những cái khung chức năng như thế này đấy, thì chúng ta sẽ phải có những cái chia sẻ trao đổi nó kỹ hơn một tí đấy. Sơ bộ là chúng ta đã rà soát được những cái yêu cầu và những cái chức năng chính của cái hệ thống model dành riêng cho cái môn học của chúng ta như thế này, thì các thầy cô có thể gọi là vừa nghỉ giải lao cho nó đỡ nặng tai nặng mắt một tí, và các thầy cô có thể trao đổi luôn, gõ chat cũng được hoặc là phát biểu cũng được đấy, để xem có những cái vấn đề gì chúng ta sẽ dừng lại. Có thể ngay ngày hôm nay là chưa giải quyết được hết đâu, thế nhưng mà chúng tôi sẽ nốt lại và có thể có những cái trao đổi kỹ hơn với các thầy cô. Tạo khóa học này, quản lý các cái công cụ quản lý sinh viên này, các cái công cụ add-on để bổ sung thêm vào những cái giải pháp này, cách chúng ta gọi là thiết kế những cái nội dung làm sao cho nó tương tác này, vân vân, theo những cái hướng như vậy, các thầy cô có thể cho đặt câu hỏi giúp cho.